Sáng nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật cảnh sát cơ động, trước khi Bộ trưởng Bộ Công an giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Các ý kiến của các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành luật cảnh sát cơ động nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến đóng góp thêm cho dự thảo luật. Về vị trí cảnh sát cơ động, xác định vị trí cảnh sát cơ động tại điều 3 dự thảo luật cảnh sát cơ động gần như trùng lắp với vị trí công an nhân dân được quy định ở điều 3 luật công an nhân dân. Chưa làm rõ, làm bật lên tính đặc thù của cảnh sát cơ động, mà vì thế Quốc hội mới cần có một đạo luật riêng về nó. Xác định đúng vị trí, địa vị pháp lý, tính khác biệt của cảnh sát cơ động có ý nghĩa rất quan trọng. Nó sẽ chi phối, dẫn dắt toàn bộ nội dung dự án luật. Vì vậy, tôi đề nghị Ban soạn thảo cần tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu Quốc hội để nghiên cứu, xem xét thấu đáo, để thiết kế lại nội dung điều luật này, bảo đảm yêu cầu, làm nổi bật tính đặc thù riêng biệt của cảnh sát cơ động, bảo đảm không xung đột, mâu thuẫn, trùng rộng với các lực lượng vũ trang khác được pháp luật quy định. Thực tế, lực lượng cảnh sát cơ động ở trung ương và địa phương được tổ chức theo mô hình đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung. Vị trí đóng quân được bố trí tại các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước. Do đó, đề nghị bổ sung quy định cụ thể về phạm vi hoạt động của cảnh sát cơ động để không xảy ra trùng hoặc chồng chéo phạm vi hoạt động giữa các đơn vị cảnh sát cơ động và giữa cảnh sát cơ động với các lực lượng khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cũng tại điều 9 dự án luật quy định, một trong những nhiệm vụ của cảnh sát cơ động là tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, thực tế hiện nay trong công an nhân dân, việc tìm kiếm cứu nạn cứu hộ được giao cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giữ vai trò nòng cốt. Có ý kiến cho rằng cảnh sát cơ động là lực lượng chiến đấu tập trung, tác chiến theo đội hình với quân số lớn. Vì vậy, đề nghị cân nhắc trường hợp thực hiện nhiệm vụ độc lập của cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động quy định tại điểm A khoản 3 điều này bảo đảm phù hợp với thực tế. Đề nghị bổ sung quy định người có thẩm quyền huy động phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên trực tiếp về quyết định của mình.